Thưa quý vị, sách có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi con người, ở mỗi lứa tuổi, lợi ích từ việc đọc sách lại có những điểm khác nhau. Ở những khu dân cư, đặc biệt là khu dân cư có đông người dân lao động phổ thông, để lan tỏa văn hóa đọc, cần có những cách làm thiết thực, phù hợp để việc đọc dần thành thói quen. Ghi nhận về mô hình tăng cường văn hóa đọc tại chi bộ 3 Đà Sương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Cứ đều đặn sau mỗi giờ cơm tối, cả gia đình anh Phan Văn Tiến, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu lại quây quần bên tủ sách gia đình để đọc sách. Hai vợ chồng đều là lao động phổ thông. Tuy nhiên, sau khi tham gia sinh hoạt tại khu dân cư, hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách, anh Tiến đã từng bước rèn cho con mình nếp quen bầu bạn cùng trang sách. Chi bộ 3 Đà Sơn thì cũng thường xuyên tổ chức những cái buổi giao lưu đọc sách, thì tôi thấy nó cũng là một cái có ý nghĩa. Thì tôi cũng mang về nhà rồi truyền đạt cho con cái và các cháu nó làm theo, nó đọc sách. Trong thời đại công nghệ thông tin thì đọc sách này cũng giúp cho các cháu là sống chậm lại, có những cái kỹ năng để sau này bước vào đời cho nó chín chắn. Để việc đọc sách thực sự lan tỏa, thời gian qua, chi bộ 3 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã có nhiều mô hình hay và thiết thực. Đều đặn mỗi tháng trong các buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng, những cuốn sách hay được giới thiệu đến rộng rãi các đảng viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên. Cái việc mà thuyết trình sách của chi đoàn em nó được diễn ra khá là thường xuyên, từ hồi tháng 1 tới giờ là được 3 lần rồi. Và những cuốn sách mà tụi em thuyết trình là đa số về Bác Hồ và những việc liên quan tới tuổi trẻ. Em cảm thấy việc đọc sách này trước chúng ta rất là được nhiều điều bổ ích, như là những điều quan trọng trong cuộc sống, kỹ năng sống. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, ngày nay nhiều người dần rời xa thói quen đọc sách. Bên cạnh đó, phương thức tiếp cận với sách cũng thay đổi. Không chỉ đọc sách giấy truyền thống, bạn đọc có thể tiếp cận với sách điện tử. Vì lẽ đó, làm thế nào để việc đọc sách thực sự trở thành một thói quen, chứ không chỉ là phong trào, là cả một quá trình ở trường học, gia đình và khu dân cư. Từ tháng 8 năm 2022, sau khi đại hội chi bộ xong, thì các bộ chi bộ cũng đã chỉ đạo cho đoàn chỉ đoàn tổ chức tìm hiểu về các cuốn sách hay, tập giới thiệu và tạo điều kiện cho các bạn giới thiệu đến với toàn thể đảng viên cũng như mặt trận quân nhân chính của khu dân cư cũng như đảng viên đương chức. Tất cả các buổi sinh hoạt có thể thì đoàn đều giới thiệu được, tạo thói quen đọc sách cho mọi người, cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tạo được cái sự tìm hiểu này, rồi sau đó có những sáng kiến hay để chi bộ tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều chương trình, đề án, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển văn hóa đọc. Bên cạnh phát triển văn hóa đọc trong trường học, ở góc độ cộng đồng cũng cần nhiều hơn các hoạt động phù hợp, thường xuyên, liên tục, đầu tư và phát huy hiệu quả các tủ sách khu dân cư để ngọn lửa văn hóa đọc được lan tỏa mạnh mẽ.